Xin chào tất cả anh em. Đây là một chiếc Santa Fe 2024 bản mới nhất đây anh em, mới về mình qua showroom mình xem. Thì anh em có thể nhìn thấy đây khu vực táp đi cửa rất là chắc chắn, nhìn giống hệt như các táp đi của dòng xe Range Rover. Đấy, và phía trước đây là cái khu màn hình trung tâm. Này anh em nhìn thấy màn hình trung tâm này. Màn hình rất là to, lớn. Đấy, khu yên ngựa thì có hai vị trí đặt điện thoại và sạc không dây. Đấy, màn hình ô đô rất là sắc nét và to rõ ràng. Đấy, anh em lắp Underbox thì màn này sẽ thành màn zin. Màn zin và có rất nhiều tính năng, ra lệnh giọng nói, xem YouTube, nghe nhạc. Đấy, khu vực bảng điều khiển này. Phụ đây thì có rất nhiều vị trí để đồ anh em nhé. Có phụ học này. Đấy, còn đây tay cửa. Ở phần yên ngựa anh em thấy này, có hai vị trí để mở, vị trí mở từ phía trước. Bên trong có thể lắp được tủ lạnh anh em nhé. Ủa? Gì vậy? Vị trí từ thứ hai, vị trí từ phía sau, ngồi hàng hai có thể mở được. Đây là hàng ghế thứ hai đây, mình cho anh em xem hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì bằng cơ anh em nhé, chưa có chỉnh điện nên là anh em có thể nâng cấp hàng ghế thứ hai này bằng chỉnh điện và có thêm nhiều tính năng như massage này, sửa ghế, sấy ghế, làm mát thì rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi vòng quanh chiếc xe này. Đây là phía trước này, mâm nốt anh em thấy không? Các bản khác thì cái mâm kích cỡ khác nhau, 18, 19 hoặc 20 hoặc 21. Cụm đèn phía trước vuông rất là đẹp anh em nhìn thấy đẹp chưa, tổng thể khá là ưng ý. Ở cái phần sau thì nó thật là phần sau thì có cốp điện rồi, nhưng mà mình quan điểm cá nhân của mình nhìn thì phía sau lên là không được đẹp lắm, ở phần cốp này nhìn nó không được đẹp. Đấy, mặc dù là cốp zin. Đấy, hàng ghế thứ ba đây anh em nhìn thấy chưa, hàng ghế thứ ba thì có điều khiển điều hòa độc lập luôn anh em nhé, nên là ngồi hàng ghế thứ ba thì anh em cũng hoàn toàn là yên tâm là sẽ rất là mát. Đấy, còn anh em có thể trang bị thêm ví dụ như là led trần sau rơi. Đấy, thảm sàn. Đấy, thảm sàn đây, đây một chiếc thảm sàn của thương hiệu Lavo. Đấy, cũng khá là đẹp. Đấy, thiết bị lắp thêm anh em lắp là camera hành trình. Đấy, phim cách nhiệt, anh em có thể trang bị phim cách nhiệt, dán PVF nội thất và ngoại thất. Ở phần nội thất thì anh em dán full, ngoại thất anh em dán full xe, và những cái trụ cột A này cũng rất là dễ xây chảy xước anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm đến dòng xe Santa Fe 2024, các thiết bị phụ kiện thì bình luận bên dưới. Team Auto 365 sẽ liên hệ tư vấn cho tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.